đặng cho rồi để tôi phụ cho coi. Sao chắc tôi đi về quá? Gì vậy? Sao nói qua phụ tôi tự nhiên đòi đi về làm sao vậy? Bà biểu là tôi qua phụ bà nấu nướng chuẩn bị tiệc đón Minh về, mà hồi sáng giờ tôi đụng tới cái gì bà cũng không cho hết trơn hết trọi. Tôi đi về chứ ở đây làm chi? Anh Tuấn, tại vì biết làm sao không, tôi là tôi nấu món gì cũng vừa miệng nó ăn hết trơn á. Đó nhờ anh pha chén nước mắm mà nói pha chua chua ngọt ngọt ha. Thì... Má làm sao mà nó ngọt liêm mà giờ phải dắt chanh rồi, phải thêm giấm vô trong đó mới vừa miệng nó ăn. Bị cái gu tôi khoái ngọt. Không có chuyện này nhờ nè. Đây đây xuống dưới á. Nhỡ gì nhỡ gì? Lấy cái dĩa đâu? Rồi gắp cái đầu gà. Cái chân gà với cái cánh gà. Nhớ lấy cái rổ đậy lại giống thôi rồi bu kiến đậu nha. Đó làm dùm chuyện đó đi. Làm rồi. Làm rồi à? Bà dặn tôi 4 lần rồi. quên đầu óc sao á, thơm quá. Thơm hả? Lát nữa xỏ cho mấy vòng rồi đem về treo trong nhà nha. Gì vậy? Gì? Tôi không có nói bông sứ thơm bà ơi, tôi chứ... nói tóc bà gội bằng bông sứ nó thơm. Thằng Minh nó cũng thích lắm á. Hồi mà nó còn ở nhà đó nha, ta nói cứ mỗi lần gội đầu xong là nó nói: má ơi sao con khoái hít cái mùi bông sứ mà má gội đầu quá. Thành bà ra... một con thằng Minh, hai con thằng Minh, rồi không biết chừng nào tới thằng Tuấn à. Hey, đừng có đụng vô cái áo, đừng có đụng vô. Vậy phụ. Thôi mà cái áo ta may cho nhỏ mà tự nhiên không đụng vô rồi. May cho ai đây? May cho thằng Minh. Vậy thằng sao Minh... bà xê ra coi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, bà may cái áo. Cái màu này nó ưng đó. Cái màu thì được rồi mà tôi nói cái ni nè. Cái ni này bây giờ nó mặc đâu có vừa. Nói sao chứ cái ni của con tôi là nó nằm ở trong đầu tôi á. Tôi may là đúng y á mà. Dạ kính thưa, cái ni này á là cái lúc bà đo là nó mới đi học ở nước ngoài. Còn bữa hổm nó gửi cái hình về, bây giờ nó bự như con dâu gì đó. Mặc cái này sao vừa, mặc vô để nó bung núp bạc 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 bạc. Đúng không? Sao cái đầu tự nhiên lú lẫn kỳ vậy? Đâu bà, giờ bà nhớ nó quá rồi, muốn lẫn tới đâu vậy? Cái đó, thấy không? Phá nhà, phá cửa người ta nữa. Bởi vậy là cái bàn máy mai là đóng lại, đâu có dám nhận mai nữa. Trời ơi, kể nghe chuyện nha. Mới tuần trước thôi, dẫn bà Tư ù ra chợ huyện để mua mấy khúc vải mai cho bà cái áo bà ba. Vừa mua xong mấy khúc vải cái quên. Nói thôi chị chờ tôi ngoài cửa chợ đi, tôi vô tôi lấy mấy bộ nút áo đi. Vô lấy nút áo xong tôi đi te rẹt về luôn. Trời ơi, bà đứng bà chờ, mới hôm qua bà gặp bà mắng vốn quá trời quá đất luôn á. Cái đó thiên hạ người ta kêu là đem con bỏ chợ á. Ê mày nói ai xa bà ơi. Tôi nè, nạn nhân gần nhất của bà nè. Bữa hổm gửi bà sắp giải mai giùm cái quần tây. Bà mai đã đời về tọt vô mặt thử, tháo ra máu không. Gì? Gì vậy? Bị gì vậy? Chứ còn gì nữa, ba cái kim gút bà gút vô bà lấy lai lấy ni rồi đó, và mai xong mà quên tháo ra mặt vô nó chích xì mỡ. Anh nội ơi sao lẫn dữ vậy trời. Bớ gì rồi thuốc men rồi đưa uống hết chưa? Uống đều. Đều không? Ừ đều mà. Để mấy cù lâu với tôi nè. Đều cái gì? Đây nè, tôi lấy động tôi đưa ra nè. Cái hộp này á là 7 phần, tôi đưa bà hôm thứ hai, bữa nay là cuối tuần rồi. Bà uống mới có phần một à. Đều chỗ nào? Chiến này á, Minh về tôi mép ra cho coi. Thôi thôi đừng nói nó lo. Thôi có gì để bữa sau tôi uống bù nha. Trời ơi thuốc mà uống bù nó cho chết hả? Xe, ôi trời, sao chạy lẹ dữ vậy trời? Ủa vậy không phải hả? Ôi xe làm ta chở bò bà ơi. Ê nó nghe báo tin vui, xin được việc làm cho nó rồi. Vậy hả? Coi như là cái công ty này á là của ông bạn tôi. Ổng nghe nói là nó đi học ở nước ngoài về là ổng nhận liền. Trời đất ơi. Tuy là lương không có cao, nhưng mà được cái là làm trên thị trấn. Cái rồi về đây cái hai mẹ con hủ hỉ gần gũi có nhau. Được cảm, không? Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nghe thằng Minh mà nó biết nó vui dữ lắm á. Không biết nó có vui không chứ tôi thấy sứ vui cái tôi cũng vui. Bữa nay nghe nó về cái cười te tét sáng giờ ha. Ê mà kể ra cái thằng này nó cũng học giỏi chứ ta. Nhà nghèo mà nó có ý chí học hành dữ lắm nghe.
ta nói học mười mấy năm, năm nào cũng học sinh giỏi hết, rồi nó vô đại học có một suất được người ta đài thọ đi du học ở nước ngoài, vậy mà nó cũng giành được. Ê, cái này á, là nó thông minh giống bà, chứ nó không có giống cha Nhật chồng bà nha. Tôi giờ tôi nói này, anh đừng suy nghĩ gì xa hết trơn nha. Chứ bà này lạ, có cái gì đâu, mình quen quá rồi, muốn cái gì nói tôi giúp cho. Thằng Minh nó sẽ về. Rồi sao? Mà lúc nó về rồi thì chắc tôi phiền anh sao? Bớt lui tới đây. Tất nhiên. Mới nghe nó về cái bắt đầu hắt hủi tôi liền ha. Ủa tôi đâu có qua thường đâu. Ủa tuần tôi qua có 1 lần à. Không thích thì thôi. Tháng qua 1 lần. Không ưng nữa thì cái năm qua luôn. Không phải, tôi chỉ sợ nhỏ nó không được vui thôi. Ủa mắc gì nó không vui? Thì nó... Ê, cái người không vui là tôi nha. Ê, bà không nhớ hả? Hồi đó rõ ràng á, ba đứa chơi chung với nhau. Bà biết là tôi để ý, tôi thương bà lâu lắm rồi. Vậy á mà bà làm lơ. Bà gật đầu và lấy con cha Nhật. Nè, bà biết là mỗi đêm mà tôi nhớ bà nha, tôi tới cái gốc cây sứ này tôi nhìn vô trong nhà. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng. Hương nồng qua tình ai, đậm đà đây đó gọi tên. Nhà nàng cách gần bên, vàng hoa sứ quanh tường. Nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Thôi mà. Thôi gì thôi, tôi thua anh trả chỗ nào. Nhưng đêm trở sâu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể dâu. Biết chăng ngày sau, khi ngó về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Bây giờ tôi hỏi thiệt nè, bà lấy con trả rồi bà được cái gì? Một cái đám cưới rõ ràng cũng không, váy cưới cũng không, mà nhẫn cưới cũng không, lấy rồi được cái gì hả sứ? Được thằng Minh, đó là tài sản lớn nhất mà chồng tôi để lại cho tôi. Nó là thứ vô giá nhất mà trên đời này không gì sánh bằng được. Anh Tuấn à, tôi với anh giờ là già rồi nha. Thôi chuyện cũ bỏ qua, mình giờ coi như là tri kỷ vậy nha. Tôi nhắc là chẳng qua ôn kỷ niệm xưa, chứ tôi đâu có quên cái lúc mà cha hấp hối, cha nắm tay tôi, cha nói là anh Tuấn ơi, ráng ở lại lo cho mẹ con nó giùm tôi. Tôi lỡ dại rồi tôi gật đầu rồi, giờ đương làm nè. Cảm ơn anh. Ô cái xe, cái xe nó ngừng. Thằng Minh nó gần rồi đó. Thằng Minh nó về thiệt rồi. Mẹ, trời ơi, 5 năm rồi. Trời ơi. Dạ. Ủa. Giới thiệu với mẹ, đây là Trang, người yêu của con. Con chào bác. Người yêu của thôi nó nghe đâu, người thôi yêu giờ làm sao? Người thì nó giống như con cháu trong nhà thôi. Mà gì mà quýnh gán dữ vậy. Dạ con chào. Chú tự giới thiệu. Chú đây là chú Tuấn, bạn của ba anh. Dạ. Mày lanh quá mày. Tự tôi nói. Chú Tuấn vậy mà con cứ tưởng đâu là. Cái mày hai đứa đi vô trong nhà ngồi đây. Trời ơi sao mà đẹp quá. Đi đường có mệt không hai đứa? Dạ thưa dạ, không. Không. Không biết hai đứa tụi bay mệt không chứ bả là bả muốn làm mệt tới nơi á. Trời đất ơi mày về giờ nào không báo bả biết. 6 giờ sáng cái bả ra đứng đây nè, bả đứng mà đợi tụi bay về. Đâu 6 giờ. Quên, xin lỗi. 5 giờ 45 hả mày? Trời ơi. Dạ thưa bác, con có mua về một ít trái cây á. Xin phép bác con mang vào trong con thắp nhang con cúng bác trai. Thôi. Dạ. Để chú đem để lên cho. Dạ. Thì nói chuyện với bà đi. Bà trông tụi bay từ sáng tới giờ. Bay. Dạ. Thấy được rồi tới đi con. Ta nói cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày. Mốt già mà giống tao rồi. Chú Tuấn ngày nào cũng qua bên này hết hả mẹ?
Ừ, có bữa mà có đồ ăn ngon là ông cứ mật. Không, lâu lâu mỗi tuần mỗi qua. Mà sao tự nhiên hỏi cái giọng ngộ ha. Dạ đâu có gì đâu. Trang. Dạ. Nhìn coi nè, biết cái gì không? Gì vậy? Người nợm á. Cái này là gắn liền cái tuổi thơ của anh đó nghe. Là sao? Hồi xưa á, mỗi lần mà anh đưa đo chiều cao với nó. Đây nè. Đó. Anh mà cao tới đâu á là đứng vô rồi mẹ gạch một đường đo chiều cao. Nhưng mà hồi xưa chút xíu vậy thôi nghe. Dạ. Giờ là lớn bộn rồi nghe. Trong nhà này á, cái gì á cũng gắn liền kỷ niệm với anh hết trơn á. Dạ. Hả mẹ? Mùi hoa sứ. Đây nè con. Ủa? Đây sao nữa nè. Sao nãy mẹ treo mấy cái này nữa? Biết là con về mà. Biết con về cho nên là nhớ. Con biết không, hồi đó đó mỗi lần mà bác ngồi bác Mai đây, nó học bài gần ở dưới gốc cây sứ nè. Tự nhiên cái nghe cậu sao không nói, không học, không có tiếng ra tiếng vô vậy đó. Dồn qua nó cái nói: mẹ ơi, cho con ngửi cái mùi hoa sứ trên tóc mẹ đi. Dễ sợ lắm. Dạ. Vẫn thơm như ngày nào. Chưa hết đâu nghe. Đây nè, dưới cái gốc cây sứ này, hồi xưa xung quanh khu vực này là lãnh địa của anh. Tuyệt đối không ai được đặt chân vô hết. Trừ mẹ với anh thôi nghe. Con nhớ con nói cái gì không? Con sẽ làm siêu nhân để bảo vệ mẹ. Mẹ ơi, có những đêm đi học xa nhà, nhìn ánh đèn đường len qua cửa sổ, con lại càng nhớ nhà. Không biết đêm nay vì sao con buồn. Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua con vẫn đi tìm, để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền du còn nhớ khôn nguôi. Trên vạn nẻo đời, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Nhớ con quá. Thấy anh với mẹ vậy em ganh tị quá. Con mồ côi mẹ từ nhỏ lần, cho nên bây giờ là con muốn được mẹ ôm mẹ hôn rồi. Muốn kêu tiếng mẹ ơi cũng không có được. Nếu mà con muốn đó, con cũng có thể kêu bác bằng mẹ được mà. Được không bác? Được sao không? Nhưng mà... Cơ hội á. Trước sau gì cũng sẽ kêu mẹ mà, phải không con? Dạ. Vậy thì con... Con cảm ơn mẹ. Ê trời. Rồi, đổ mẹ ở dưới rồi. Thôi để bác không, để mẹ. Dạ. Để mẹ xuống mẹ phụ với ổng. Chứ dạ. Đàn ông mà không có trách được mấy cái vụ này. Dạ. Nghe. Thấy chưa, anh nói mẹ dễ lắm mà không tin. Qua đây, cho em uống cái này đặc biệt lắm nè. Cái gì vậy? Trà hoa sứ. Đây. Trà hoa sứ này là do bà ngoại chỉ cho mẹ anh đó nghe. Để dành tiếp đãi khách quý. Mời khách quý. Dạ, khách quý cảm ơn. Mai mốt mà em về làm dâu ở đây á, thế nào mẹ cũng dạy em cách nấu trà. Vậy anh không định nói với mẹ về việc đi làm ở trên thành phố hả? Anh Trang à. Anh không nỡ để mẹ một mình ở đây đúng không? Nhưng mà em không thấy sao? Mẹ rất là vui khi anh về. Làm sao mà anh ở dập tắt niềm vui của mẹ? Em biết, em hiểu rồi. Nhưng mà anh nè, anh hãy bình tĩnh lại. Anh nghe em nói, cái ước mơ của anh khi còn đi du học và làm ở một tập đoàn lớn. Đúng vậy. Vậy thì bây giờ có cơ hội, tại sao anh không làm?
Rồi bây giờ anh về đây anh làm, cái công việc nó không phù hợp với anh, rồi nó lại tiền ít nữa. Như vậy làm sao anh đủ nuôi mẹ, đúng không? Anh biết chứ, nhưng mà anh đã từng hứa với mẹ là sau khi học xong anh sẽ quay về đây. Hay là bây giờ anh tính vậy nghe. Dạ. Anh nói mẹ lên trên Sài Gòn sống chung với anh luôn, để tiện bề chăm sóc. Ok, cái này cũng được đó. Nhưng mà anh à, anh quên suy nghĩ lại. Nếu như mà mẹ lên trên thành phố sống với mình, hằng ngày á, em và anh cả hai đều đi làm hết, để mẹ ở nhà một mình, mẹ lại buồn. Trong khi đó đó, mẹ cứ ở ngay vùng quê này đi, có bà con chòm sớm tới lui. À, có cả chú Tuấn nữa. Như vậy thì không được. Tại sao? Chú Tuấn cứ qua lại vậy hoài, hàng xóm người ta nói gì nghĩ thì sao? Em á thì em khác anh, em nghĩ như thế nào á, để cho mẹ vui, mẹ sống thoải mái vậy là được rồi. Nhưng mà anh Khánh, em biết là mẹ anh là người sinh ra anh, nuôi nấng anh tới bây giờ. Nhưng mà em nè, em mới là người phụ nữ quan trọng của anh, em mới là người phụ nữ để đi cùng anh suốt nửa quãng đời còn lại. Em nói với anh như vậy rồi mà anh vẫn không hiểu hả? Thôi được rồi, bây giờ vậy anh muốn như thế nào á tùy anh, em đi về trước. Trang à, cháu xong rồi đây, cháu xong đây, đây à. đem cháu ra rồi đây hai con. Dạ. Đây à, để ăn cháu nóng, đi đường mệt ăn cháu nóng. Dạ. Ngon lắm. Đây. Dạ. đây chú ơi, đây. Để con phụ nha. Dạ. Ông này sao tự nhiên mạnh tay vậy? Xin lỗi, làm mệt quá lỡ tay. Đây đi vô ăn luôn. Đi. Dạ. đi ngồi xuống đây con nè. Ừ. Ăn nha. Vô đây. Dạ không, mời chú ăn đi con, tự nhiên chú no hơi. thôi ổng vậy đó thôi. Dạ. Giờ ăn nha. Gỏi gà để đây. Dạ. Con mẹ có để cái đầu gà với cái cánh gà, chân gà nữa, cái món con thích nè. Ăn đi con. Mẹ ơi sorry, anh Minh á không thích ăn cái này đâu, anh Minh chỉ ăn thịt thôi. Dạ ăn đi anh. Ăn thịt đi con. Trời. Dạ, ơi dạ. Nó thương nhau, nó lo cho nhau dễ sợ luôn. Con mời mẹ. Minh à. Dạ. Mẹ hỏi này nha, hai đứa thương nhau phải không? Dạ. Vậy là mình ráng mình tính chuyện đám cưới lẹ lẹ đi nha. Dạ. Xong rồi đám cưới rồi cái mình mời họ hàng thiệt là đông, rồi bà. Dạ. Con lối xóm nữa nghe. Dạ. Rồi cưới xong rồi cái là hai đứa ra riêng nha. Mẹ nói thiệt hả? Cái gì vậy? Cái gì? Từ từ. Cái gì vậy? Hả? Cái gì mà tự nhiên mày làm cái gì vậy? Nói gì vậy bà? Mẹ, bộ có chuyện gì mẹ giận con hả? Ủa cái gì đâu giận. Ủa mà mẹ nói có gì đâu mà sao mọi người phản ứng dữ vậy? Dạ tại... Hả? Tại vì rất là đơn giản. Các con lớn rồi, các con tự lập rồi, có gia đình thì mình phải sống riêng chứ. Trời ơi, mẹ nói thiệt á, mẹ là mẹ thích được sống thoải mái, được tự do một mình vậy đó. Bây giờ thấy con sắp thành gia thất, mẹ mừng muốn chết luôn á. Nói thiệt nha, cái tánh của mẹ đó, tánh của mẹ rất ghét cái kiểu là phải bắt người già lúc nào cũng bo bo, cũng phải lo con cháu. Đâu xa xôi. Dạ. Mới cách đây có mấy ngày ngồi với mấy bà bạn, đáng ngồi vậy đó, tự nhiên cái con bà nói tôi phải đi về tôi đón cháu tôi. Tại vì vợ chồng nó đi làm về trễ, sợ đón nhỏ chờ tội nghiệp. Trời ơi, tại sao? Tôi hỏi ông vậy đó, tại sao phải làm khổ lắm? Nãy giờ bà nói cái gì? Bà biết không? Hả? Tôi đâu có điên đâu mà biết, mình không biết là mình nói cái gì. Mà sao ngộ thiệt á? Mọi người sao vậy? Ủa cái chuyện đó là cái chuyện tất nhiên mà. Dạ. Thôi. Chuyện nhà bà tôi không có quyền tôi xía vô. Muốn nói gì nói đi. Dạ. Con đi về. Chú ơi. Thôi chú sao? Tánh ổng vậy. Ôi mẹ ơi, con không nghĩ là mẹ dễ như vậy luôn đó mẹ. Mẹ anh... ơi, rồi mẹ ở một mình vậy, rồi mẹ làm sao? Thì con gửi tiền về cho mẹ. Mẹ đi du lịch, mẹ đi chơi với người này người kia, bạn bè của mẹ. Ôi mẹ ơi. À. Trời ơi mẹ ơi, mẹ tuyệt vời quá. Mẹ biết sao không, hồi nãy á con cũng nói y chang như vậy á mà anh không có chịu. Bây giờ con vợ chồng con tính như vậy nè, hàng tháng á tụi con sẽ gửi về cho mẹ thiệt là nhiều tiền. Con sẽ để vào cho mẹ một cái tài khoản, một cái thẻ gì nè. Mẹ đi đâu làm gì mẹ chỉ cần cà thẻ một cái là được. Mọi thứ rất là ok mẹ ha.
Dạ con mời mẹ lên dùng. Rồi mình ăn ha. Dạ. Mình ngồi đi con, ăn đi. Ô chết cha. Sao mẹ? Trời ơi, nãy giờ đem gỏi ra mà quên đem chén nước mắm. Cái ông này thiệt, thôi để mẹ. Để mẹ vô lấy chén nước mắm. Dạ. Đó, anh thấy chưa? Mẹ thương anh, mẹ hiểu liền mà. Sao anh thấy mẹ lạ lắm? Có gì đâu lạ, thấy bình thường mà. Mẹ yên tâm đi, con sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền để gửi về cho mẹ. Con sẽ không để mẹ thiếu bất kỳ thứ gì đâu. Alo, con gửi tiền tháng này vô tài khoản của mẹ rồi. Mẹ nhận được chưa? Công ty của con nhiều dự án quá cho nên không về thăm mẹ được. Mẹ đừng giận con nha. Dạ alo. Dạ con đang bận. Có gì con gọi lại cho mẹ sao nghe. Alo, dạ mẹ ơi, anh Minh đi công tác rồi mẹ ơi. Có gì anh về con nói anh gọi lại mẹ nha mẹ. Dạ, chào mẹ, con đang bận mẹ ơi. Dạ con nghe đây. Dạ con bận lắm. Dạ có gì con gọi lại cho mẹ sao nghe mẹ. Mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơi. Đếm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con. Mẹ bảo rằng mẹ thương con nhiều. Thu xưa nhìn lá rơi hoài, thương con mẹ trông con về chờ mong tình con ngày tháng lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương. Có nghe trong mắt lệ thấm thương tràn. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chờ mong con ngoài. Minh ơi, Minh ơi, con đâu rồi Minh ơi? Minh ơi, Minh ơi, con đâu vậy? Rồi Minh cái ơi? Cái gì vậy? Hả? Minh cái ơi, gì vậy? Thằng gì vậy? Thằng Minh, nó mới đây, nó mới ở đây mà. Tôi bình tĩnh lại đi. Tôi nó đâu mà kêu? Nó có gì ở đâu mà bà kêu? Nhớ phải không? Tôi dẫn bà đi kiếm tụi nó. Đây, thôi đây, thôi đây. Khỏi. Thôi. Gì đây? Trời đất ơi, thẻ thiết gì mà sử dụng tùm lum đấy nè. Hả? Quên. Giữ cái này dùm đi. Cái gì vậy? Giữ dùm tôi. Cái gì? Ở trong đây có nhiều tiền lắm á. Trời đất ơi, tiền của bà giữ mà đưa tôi chi? Đúng rồi. Tánh tôi lúc này hay lãng. Lỡ tôi quên rồi cái tôi có chuyện gì. Thôi. Làm ơn làm phước đừng ăn nói bậy bạ dùm cái. Đây nè, được rồi. Tôi giữ dùm cho. Tôi có chuyện gì cần thì nói tôi đưa ha. Bỏ đây nha. Đi bệnh viện nha. Chứ trời ơi, sao mà nóng hổi vậy nè. Không. Nhắm được không? Không được đi bệnh viện liền đi. Tôi thấy bà xuống dữ lắm rồi đó. Thôi. Ăn uống gì chưa? Tôi chạy u tôi mua tô phở về ăn lại uống thuốc nha. Chút nấu gói mì ăn được rồi. Sao nữa? Sao mà cứ bệnh mà ăn mì gói hoài. Quen rồi. Ăn riết rồi cũng quen. Ăn không tôi vô tôi nắm cho. Thôi tôi ăn rồi đừng nấu tôi. Thôi mà anh, từ từ đi. Chuyện đâu còn có đó, anh làm cái gì mà rần rần. Chuyện này là anh giải quyết, đừng có xen vô. Anh dạ. Ủa, chào chú. Về sớm mà. Sao không để bà chết rồi về. Dạ.
Chứ không phải là chú đang trông tôi về hả? Chú gọi điện thoại nói là có chuyện muốn nói với tôi. Chuyện gì? Chuyện giữa chú với mẹ tôi đúng không? Tôi nghe người ta nói phong phanh, tôi chưa có tin đâu. Hôm nay tôi đặt chân gì dưới chợ, tôi nghe đầy lỗ tai và tôi tin. Người ta nói tôi nghe đầy máng nhục cái lỗ tai luôn nè. Người ta nói gì mày mà mày nhục? Người ta nói là mẹ tôi đêm nào cũng dẫn nhân tình về nhà này để tâm sự. Nhân tình đó là chú đúng không? Mất dạy! Dạ, chú nói rồi hả? Mày nghĩ mày hả? Mày là cái người như vậy hả? Xin lỗi chú, anh hả? Gì mà chú ào ngoài này vậy hả? Mẹ. Dạ, chào mẹ. Thì ra bấy lâu nay mẹ không chịu về sống chung với vợ chồng con. Mẹ muốn tự do. Tự do của mẹ là như vậy sao mẹ? Ủa, nói gì mà không hiểu gì hết. Ô, trời, tụi nó điên, nó khủng, nó sạp mà. Thôi đừng nghe. Mẹ không hiểu là cố tình không hiểu. Mẹ ơi, con lên trên Sài Gòn con làm cái gì? Con làm đầu tắt mặt tối, con kiếm tiền để con làm cái gì? Con bù đắp cho mẹ, con muốn mẹ có một cuộc sống tốt hơn. Vậy mà mẹ ở đây thì sao hả mẹ? Mẹ dẫn người lạ về nhà sao mẹ? Mày... người lạ nào? Người quen chứ người lạ nào? Hơi sức đâu mà nghe. Vô trời ơi, vô. Người ta thức khuya cả đêm mà bây giờ để cho người ta ngủ mà vô sùm mà. Thôi anh đuổi họ ra đi anh. Ồn ào quá. Anh ơi. Vậy là có người đàn ông là trong này nữa hả chú? Chú nói đi. Chú. Người đó là ai? Là sao vậy chú? Là ai? Tại sao chú giấu? Mày nhìn đi! Con vậy mà người ta nói con là người lạ hả? Người quen của mẹ chứ người lạ gì không biết nữa. Tối qua thức khuya dữ ha. Học bài mệt rồi giờ ngủ ha. Ngủ đi. Ngủ đi Minh của mẹ. Thằng Minh đó, nhân tình nhân nhãi mà thiên hạ đồn đó. Cái gì nhìn cho kỹ đi. Cái gì vậy chú? Con ơi, không có một người mẹ nào muốn xa con của mình hết. Nhưng mà ước mơ lên thành phố lập nghiệp là ước mơ lớn nhất của mày. Bà thương mày, bà cắn răng bà chấp nhận. Bà bệnh mà đâu có dám gọi cho vợ chồng mày về. Gọi về sợ làm phiền. Thương con, nhớ con đứt ruột. Gọi cho con nói chưa được ba câu vợ chồng cắt mày. Mày, mày... đây nè, tiền vợ chồng tôi mới gửi về bà không xài một đồng nào hết. Bà không có cần những đồng tiền của mày. Cái bà cần là vợ chồng mày về đây chăm sóc cho bà. Ngày nào cũng thương nhớ con, ngày nào cũng trông ngóng mày về. Làm cho bệnh của bà ngày càng trầm trọng. Tới bây giờ thì con ơi, thằng Minh bỏ bà đi rồi. Chỉ có thằng Minh này là nó không bỏ bà đi đâu hết. Nó ở bên cạnh bà suốt đời. Mẹ ơi, con là Minh nè mẹ. Con để cho thằng Minh nó ngủ. Để cho nó ngủ. Mẹ ơi, con mới là Minh nè mẹ. Không, không, mẹ nhìn không. Con đi mẹ, con mới không, là Minh nè mẹ. Không, đây con tôi nó thức khuya, nó học bài. Đây, đây ngủ đi con, má nấu cháo gà cho con nha. Má chừa cái đầu gà với cái chân gà cho con. Sáng dậy rồi ăn ha. Mẹ ơi, con sai rồi. Con về rồi nè mẹ, con mới là Minh mà. Buông mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ, con mới là Minh ra. Mà. Con buông mới là Minh. Ra đi, đừng bắt con tôi mà, đừng mà. Chú ơi, sao mẹ con không có nhận ra con vậy chú? Chú nói gì với mẹ con đi chú, nói gì với mẹ con đi mà chú. Nói cái gì bây giờ hả con?
cho em một bông hồng, cho anh và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Dù mai này mẹ hiền có mất đi, nhưng đóa hoa không mất trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngờ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi mẹ có biết hay không, biết gì, biết là, biết là mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời, mai mốt lớn lên con sẽ thành siêu nhân bảo vệ mẹ. Nghĩ em là người phụ nữ quan trọng, nhưng không, chính mẹ anh mới là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Em chỉ là người phụ nữ thứ hai mà thôi.